Mình sân sale được cây quạt Media FS 15QR trong dịp sinh nhật của thế giới điện máy xanh nha. 1,6 triệu thì mình xanh còn có 800 à. Giờ mình mở nó cho các bạn coi. Quạt gồm gì? À, thứ nhất con lấy cái này cho ba dùm cái à, bỏ xuống, bỏ xuống coi cái gì. Chắc là đi. Mở ra mở bịch ra đi con. Rồi đây gồm quạt với lại cánh quạt này gì đây. À, cái chân đế. Xong này còn gì nữa đây? À, sách. Cái này là sách hướng dẫn với remote. Cái gì đây ta? À, cái này là cái gì đấy? Thôi cẩn thận. Rồi, hết rồi. Cái này là cái gì đây? À, cái này mình biết rồi. Cái motor quay đây. Đúng rồi. Sản phẩm gói rất kỹ càng nha. À, bây giờ mình tiến hành lắp quạt nhé. Lắp quạt nha. Giờ mình mở phong bì ra đây nha. Đây là chân quạt nè, chân đế nè. À, đen bóng rất đẹp. Đây là thanh đứng để gắn. Đây là khúc đầu là motor, lồng quạt và cánh quạt. Đầu tiên thì ta lắp cái thanh cái chân trước nha. Dưới này nó có một con ốc này. Bây giờ ta vặn đây. Cứ vặn theo chiều bình thường ra thôi. Đó. Thấy không? Rồi ta lập cái đế này lên. Lập đế lên. Xong rồi ta gắn vô cây này. Đó, cái cây gắn vậy nè. Ừ. Thấy không? Ơi. Rồi, ok. Để cho ba cái đó, để cho ba cái đó. Để cái đó nó con cầm một cái nữa. Đó. Mình thấy đó, xong rồi ta bỏ vô thôi. Rồi ta gắn vô thôi, xoay. Xoay khi nào siết chặt thì thôi. Rất là dễ, không cần chìa khóa mỏ lết gì hết á. Đó, xiết nặng tay chặt là được. Rồi, ta dẫn lên ta được một cái chân đế rất là đẹp. Chắc chắn nha. Rồi, ta gắn cái quạt đầu motor lên. Cái đằng sau này nó có một cái nấm vặn nè. Ta xả hết ra lại. Xả ra. Đó. Trong này xả thấy ốc không? Rồi. Trong này có một cái khớp nối mà tôi. Trong này nó sẽ có một cái khớp nối nè. Mình cho nó ra nè. Nối cho. Đây khớp này đó, các bạn cái này các bạn kéo lên kéo xuống này hết đó, nó hết nè xuống này rồi các bạn vẫn chặt lại cái này thôi, cái này thì chặt vô là không còn nhúc được nữa nha. Rồi tiến hành gắn cái này vô, gắn cái đầu này vô, bỏ vô bình thường thôi, các bạn muốn xây chừng nào bỏ. Đó, ốc sau nó còn, ốc này nó chưa vặn hết này, mình vặn từ từ cho hết các bạn. À, thấy không? Đó, rồi sau đó ta cố định thôi, ta vặn như cố định thôi. Có vẻ mình đánh giá thì cái này nó không được chắc chắn lắm, nhưng mà mình cố định hết thử coi. Rồi chắc đó, em thấy cũng chắc đó. Giờ nó chỉ di chuyển lên xuống là từ cái đoạn này thôi nha, còn cái đây với đây là cố định nha.
di chuyển là đoạn này. Rồi tiếp theo ta ráp lòng thôi, cái này thì dễ thôi, như quạt bình thường. Đó, ta xoay cái này trước, tháo cái núm này ra. Đây, mình tháo cái núm này ra nha. À, nó hơi khó khăn. Đây, núm này muốn tháo thì cứ quay theo chiều kim đồng hồ là tháo thôi. Đó, rồi xong rồi. Nhiều ren quá. Rồi xong rồi, núm này thì quay đi ngược chiều kim đồng hồ nha, chứ cùng chiều là không được. À rồi thì ta gắn vô thôi, ta coi cái chiều lộ lòng trong này nó có như thế nào. Đây gắn vô nó khớp ngay, các bạn thấy nè, đây hai cái răng này với cái núm này khớp đó, khớp lại với nhau hết rồi đúng không? Này cái núm này khớp 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 khớp, tiến hành dặn cái này vô. Đúng ren nha, coi chừng nó tuột ren nha, giống mình là như nó ngược rồi đó. Rồi xong. Mình chặt nha. Rồi. Xong sau đó thì ta gắn quạt vô. Cánh quạt này thì làm khá là đẹp mắt. À, cánh quạt thì nhớ đằng sau này nè, nó sẽ có hai bốn cái rãnh này nghe. Đây rãnh này nó phải khớp với cái con cây này để nó dự hòa lại nha, coi chừng đáp không đúng nghe. Rồi mình gắn vô thôi, rồi mình cảm thấy khớp rồi, kiểm tra khớp rồi thì mình vặn. Cái này thì giờ mình vặn ngược chiều kim đồng hồ để nó chặt lại nha. Đó à. Rồi xong rồi, gắn quạt, gắn cái lòng quạt úp vô thôi. Nè cái quạt này nó làm rất là thông minh, nó sẽ có một nút vặn ở đây đó, để ta có thể siết chặt được cái quạt này vô với nhau nha, chứ không có cái nút gài như cái bên của Senko nha. Bây giờ mình gắn vô nha. Đây các bạn vặn lỏng ốc này ra nha, lỏng ốc này ra rồi gắn lại thôi. Siết chặt cái lòng quạt vô. Ơi. Mở đi. Rồi, xong rồi. Giờ là sử dụng thôi. Mình cắm điện thử nha. Bật thử nha. Đây, ấn nút này. Nút power này. Rồi, quay rồi này. Mạnh này. Mạnh nữa này. Tùy này, hiện giờ này. Đó, giờ tắt này. Rồi, xong rồi nha. Một cái quạt hoàn chỉnh luôn.